chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 22 tháng 4 thì cửa Xuân Đình đã tiếp tục phục vụ các bác với những cái bộ âm thanh phối ghép hàng bản Nhật. Và trong phân khúc ngày hôm nay thì Xuân Đình phối ghép cho các bác là một cái bộ dưới 15 triệu. Từ hình thức đến chất âm rất là tuyệt vời. Gồm có một cặp loa Sunsui S7000 bát 30 gân vải lụa, màng giấy, trung giấy, tép giấy. Để các bác nghe Bolero nhạc vàng trữ tình thì rất là mượt mà luôn, và tiếng bát cực kỳ là hay. Đặc biệt dòng này có hai lỗ thông hơi ở phía đằng trước, thùng nó thì rất là cao to hầm hố, cao đến xích sát 80. Đấy, nhìn nó rất là khủng luôn, sang trọng đẹp mà giá thành thì nó rất là mềm, căng cước đầy đủ, đẹp đen ken luôn. Xuân Đình đang phối ghép cho các bác là một cái bộ âm thanh của hãng Pioneer gồm có 5 món, gồm có một cái bộ báo đèn ngủ này. Màu của nó màu xanh. Đấy, khi tắt đèn. Đấy, đèn nó đèn màu xanh nhé. Một cái thớt mixing, một cái tuner, âm ly và cassette. Đây là 5 món của một cái bộ Pioneer như này. Và bây giờ thì Xuân Đình sẽ đi chi tiết hướng dẫn cho các bác cũng như báo giá trực tiếp luôn. Và đang quay về cái bộ Pioneer thì Xuân Đình sẽ tả luôn cho các bác luôn. Thế cái bộ này là bộ cái này là bóng đèn ngủ nhé. Hoặc là các bác có thể bật lên là đèn trang trí cũng được, thì nó là màu xanh như này, bật tắt nguồn luôn, và nó là của Pioneer. Đây này, nó có chữ luôn này, Pioneer Plus on up này. Đấy. Thớt thứ hai là thớt mixing, thì cái này là các bác để cắm mic này. Đấy, có thể alo to nhỏ đây này, nó có reverb này. Nhưng cái này thì không phải là để các bác, cái này nó là mic để thu vào các cái đường tab này. Đấy. Cái này thì nếu như bác nào mà hát karaoke chuyên nghiệp thì các bác nên sử dụng một cái bộ vang nhại riêng, cái này nó chỉ có mỗi reverb và to nhỏ thôi, nó không phải là chuyên nghiệp. Thứ ba là thớt tuner, thì đây là hàng nội địa của Nhật, thì FM của nó có tần số 90, đèn nó cũng rất là đẹp này, đèn màu vàng. Đấy. Đèn nón rất là sáng, đài đón thì Xuân Đình đã test sung điều lệ. Như vậy, sau khi tăng vốn, vốn điều lệ của Pizico FM 91 luôn. Đấy, đài đó bắt rất là nét và tiếng rất là hay. Pizico xây dựng doanh thu bảo hiểm gốc. Và các bác muốn sử dụng FM thì các bác phải lắp thêm anten vào. Thớt thứ tư thì nó là âm ly. Thì chiếc âm ly này thì nó rất là đặc biệt. Thứ nhất là nó sử dụng sò giống đặc của 7800 mắc đôi. Trên là cái tiếng của dòng này cũng như cái chất lượng và âm thanh thì rất là tuyệt vời, các bác cứ an tâm mà sử dụng, cũng như cái giá thành rẻ. Chiếc âm ly này có model là Pioneer SA710. Cả bộ này thì nó đều là, đây là một bộ đồng bộ luôn các bác nhé. Của Pioneer thì các bác thấy nó có kẻ chỉ bên trắng bên đen này. Đấy. Nó chạy đúng cặp sò của 7800 mắc đôi 2 vít, công suất của nó là 160W, đánh hai cầu loa AB trở kháng từ 6 ohm, có chỉnh bass check, có lao lớt, đấy, ba lăng. Bên này là các đường vào phono dành cho đĩa than, các bác kết nối thiết bị bên ngoài có đường tuner, đường tab, đường aux và đường tab 2, là 4 đường vào chính các bác kết nối thiết bị bên ngoài. Còn cái bên tay trái ở bên tay phải đây thì nó là volume bằng cần gạt. Đấy. Còn ở phía bên dưới này thì nó là một cái thớt băng cassette, thì về thì Xuân Đình thấy khi tua phát thì nó tua thì đều rất là tốt, nhưng khi play thì nó lại quay nhanh hơn một chút, thì cái này thì các bác về tự điều chỉnh hoặc các bác mang ra các bác thợ để các bác thợ xử lý. Còn Xuân Đình về thì đăng lên luôn cho các bác, đây là một cái bộ combo của hãng Pioneer, model của nó là SA7100. Cả một cái bộ như này cùng có 5 món này thì Xuân Đình bán cho các bác mức giá là 3.800.000 đồng. Đấy, các bác nghe được đài, có cả đèn ngủ và có cả lỗ cắm mic để các bác có thể là chỉnh được mic. Cái này nó vẫn có reverb lên nhá, có mixing, nghe đài và có cả băng cassette để các bác làm đường rec cũng được, làm dè nó có volume to nhỏ hơn. Cả bộ năm thớt này có mức giá là 3.800.000 đồng. Đấy, các bác về nghiên cứu. Đặc biệt là chiếc âm ly này thì nó có một cái đường preamp để làm dè cho thiết bị khác cũng rất là tuyệt vời, thay bằng một chiếc âm sắc hay gọi là equalizer, cực kỳ là hay và cái đường nó rất là mạnh luôn. Đấy. Bộ Pioneer 7100 có mức giá là 3.800.000.
Còn sẽ quay trở lại về tiếp tục giới thiệu các bác, đó là một cái cặp loa Sensui S7000 căng cước đẹp xuất sắc. Cặp loa này nó thường với các bác là khi vận chuyển về để cái góc cạnh nó còn được sắc nét như này thì nó thật là cũng phải cảm ơn những người đóng hàng nguyên cả bụi luôn này, nhưng mà ngược lại thì góc cạnh rất là đẹp. Con này thì nó còn đầy đủ cả giấy khai sinh bát 30, gân của nó là gân vải lụa rất là mềm, màng giấy, hai lỗ thông hơi phía đằng trước. Kích thước của thùng loa thì nó có chiều cao là 78, chiều ngang 40 và chiều sâu là 36. Góc cạnh thùng đẹp len keng. Tất nhiên thì nó vẫn là đồ cũ thì nó cũng phải có chảy xước, nhưng tổng quan thì cái cặp này gọi là không đáng kể. Đây, góc cạnh thùng nguyên cả giấy khai sinh. Sau này nó có trở kháng là 8 ohm, công suất của nó là 8W một loa thì phải. Góc cạnh thùng đẹp len keng, không có spa tút tát. Đây là cái thông số của cặp loa Sensui S7000 trở kháng 8 ohm, công suất của nó là 80W. Thế với những cặp loa này, nó thiết kế là bát 30, gân của nó là gân vải lụa, màng giấy, trung giấy, cắt giấy, thì các bác nghe những thể loại bolero, nhạc vàng trữ tình, hay nghe guitar hòa tấu không lời thì chất lượng âm thanh cũng như độ chi tiết nó rất là hay, sạch sẽ, mềm mại. Và các bác có thể nghe những cái bản nhạc remix cũng được, tại vì những cặp loa này đáp ứng được cho các bác vì nó thiết kế hai lỗ thông hơi và bát 30 và chơi tốt những diện tích phòng từ 30 đến 40 mét vuông. Cặp loa Sensui S7000 cỡ xuất định bán mức giá là 7.500.000 đồng. Bát 30 nhìn rất là khủng, giá thành thì rất là mềm mại. Và như vậy là trong video buổi tối ngày 22 tháng 4 thì Xuân Đình đã giới thiệu cũng như test cho các bác một cái bộ âm thanh với phân khúc là dưới 15 triệu. Chính xác nhất là tổng cả bộ này thì nó đang có mức giá là 13 triệu 8 và 7 triệu rưỡi thì nó hỗn tầm 11 triệu mấy trăm. Đấy, nếu như bác nào lấy cả bộ thì Xuân Đình sẽ bán cho các bác là 11 triệu tròn, thì nó tình cảm. Mọi thông tin chi tiết cũng như số điện thoại các bác cứ liên hệ cho Xuân Đình 0395727582. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Xuân Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.